Đội bóng của huấn luyện viên Sean Dyche đã trở thành nạn nhân của nhà cầm quân người Đức Thomas Tuchel khi trong chuyến đến làm khách trước Chelsea ở vòng đấu vừa qua, Burnley đã phải nhận lấy tủi nhục trước đội bóng chủ sân Stamford Bridge với tỷ số 0-2 ra về. Tủi nhục ở đây không phải chỉ là vì hai bàn thắng đến từ những phút cuối giờ của mỗi hiệp, mà chính là sự bất lực hoàn toàn của The Clarets trước đội bóng thành London. Một trận đấu mà các học trò của huấn luyện viên Sean Dyche chỉ cầm bóng ở mức 29% và trong suốt chiều dài trận đấu, họ chỉ tung ra đúng một pha dứt điểm duy nhất, nhưng pha dứt điểm này cũng đi ra khỏi đường biên ngang, chứ không hề hướng về cầu môn của Chelsea. Thậm chí nếu như thủ thành Nick Pope không thi đấu tập trung, thì có lẽ số bàn thua mà Burnley phải nhận lấy sẽ không chỉ có bấy nhiêu đó. Với trận thua này thì The Clarets vẫn đang đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League với 22 điểm, hiện vẫn đang nhỉnh hơn nhóm cầm đèn đỏ đến 8 điểm. Đến với vòng đấu tiếp theo, Burnley sẽ quay về thi đấu trên sân nhà, và đối thủ ở trận này càng khắc nghiệt hơn so với cái tên Chelsea trước đó, khi họ phải đón tiếp Man City đến làm khách. Trước trận thua vừa kể trên, đội bóng của huấn luyện viên Sean Dyche đã có cho mình chuỗi 3 trận toàn thắng, trong đó có được chiến thắng rất đáng kể khi đánh sập pháo đài Anfield của Liverpool. Tuy nhiên, mọi kết quả đó lúc này chỉ còn mang tính chất tham khảo, khi Man City ở trận này là hoàn toàn khác so với Liverpool hay chính cái tên Chelsea vừa hạ bệ họ. Đừng quên trong 12 lần gần nhất khi phải đối mặt với đội bóng nửa xanh thành Manchester, thì The Clarets đã để thua đến 11 trận và chỉ có một trận may mắn buộc đối thủ phải chia điểm. Đó là chưa nói đến sân nhà Tottenham, cũng không phải là nơi thường xuyên bảo vệ Burnley tránh khỏi những thất bại trước các đội bóng nằm trong nhóm Big Six. Cần biết 4 trên 10 trận được chơi trên sân nhà gần nhất, thì đội bóng của huấn luyện viên Sean Dyche toàn phải phơi áo trước Man United, Chelsea, Tottenham và có luôn cả cái tên Man City tại mặt trận cúp liên đoàn. Về phần đối thủ, Man City đã giữ lại thể diện cho thành Manchester, khi trong lần đón tiếp Sheffield United đến làm khách ở vòng đấu vừa qua, thì họ đã dễ dàng giành lấy chiến thắng với tỷ số tối thiểu. Tuy nhiên, dường như lối chơi theo kiểu mới của huấn luyện viên Pep Guardiola lại không thể làm nhiều người hâm mộ khó tính của The Citizen có thể vui lòng. Bởi tưởng chừng như bàn thắng đến rất sớm vào lưới Sheffield sẽ là khởi đầu cho cơn mưa bàn thắng ngay thành Manchester đêm đó, nhưng lối chơi kiểm soát bóng chậm và chắc đã khiến cho họ không thể nào có được bàn thắng thứ hai, khi trong quãng thời gian còn lại, Man City chỉ có 9 pha dứt điểm, và trong đó có 4 lần bóng tìm đến mục tiêu mà thôi. Về phía hàng phòng ngự, thủ thành Ederson đã có cho mình trận thứ 12 giữ sạch lưới ở ngoại hạng Anh mùa này, nó nhiều hơn bất kỳ kẻ gác đền nào khác trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Với chiến thắng thứ 500 trong sự nghiệp cầm quân của mình, thì đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn đang tiếp tục giữ vững ngôi đầu trên bảng xếp hạng Premier League với 44 điểm, hiện đang nhỉnh hơn vị trí thứ 2 của người hàng xóm United về hiệu số bàn thắng, nhưng thi đấu ít hơn đến 2 trận. Trở lại với chuyến hành quân lần này, hành trang mà chiến lược gia người Tây Ban Nha cùng với các học trò của ông đang mang theo bên mình là chuỗi 19 trận liên tiếp bất bại trên mọi mặt trận, trong đó có đến 16 chiến thắng và 3 trận hòa. Rõ ràng với một phong độ đang rất thăng hoa như hiện nay, thì Man City sẽ không ngần ngại càng quét qua những đối thủ cản đường cản lối của họ. Và hơn hết sẽ là 3 điểm, để tiếp tục tạo nên khoảng cách an toàn so với những đội bóng đang bám đuổi trên bảng xếp hạng. Nếu tính luôn cả trận đấu này, The Citizens sẽ phải thi đấu đến 6 trận chỉ trong vòng 3 tuần trên 3 mặt trận khác nhau. Vì vậy, Man City sẽ không để lỡ cơ hội để tiếp tục ghi điểm, trước khi Champions League sẽ trở lại vào cuối tháng này, nơi mà họ sẽ có trận thư hùng với Mönchengladbach, một đối thủ không hề dễ chịu đến từ Bundesliga. Đó là chưa nói đến vào cuối tuần này, Man City sẽ có chuyến hành quân đến làm khách trước Liverpool. Trận đấu được xem là trận chung kết sớm của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola, bởi ở thời điểm hiện tại, ngoài cái tên Liverpool ra, thì không có ai có thể làm khó được Man Xanh lúc này, thậm chí là cả Man United thường xuyên lạc nhịp. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa Burnley với Man City. Tỷ lệ nổ tài của Burnley đạt 30%, tỷ lệ thắng kèo đạt 50%, có 80% kết quả về lẻ. Burnley ghi được 11 bàn, để thủng lưới 9 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1,1 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Man City đạt 40%, tỷ lệ thắng kèo đạt 60%, có 40% kết quả về lẻ. Man City ghi được 26 bàn, để thủng lưới 2 bàn, trung bình mỗi trận ghi 2,6 bàn. Dự đoán kết quả Burnley với Man City. Nếu như Man City tiếp tục chơi theo với sơ đồ giống như trong trận gặp Sheffield, thì khả năng kết quả ở trận này sẽ không có quá nhiều bàn thắng. Tuy nhiên theo nguồn tin mới đây, huấn luyện viên Pep Guardiola đang có sự xoay tua trong đội hình. Sterling và Mahrez sẽ được đá chính ngay từ đầu, giống như đội hình đã làm nên chiến thắng 5-0 trước West Brom ở vòng đấu trước đó. Vì vậy, khả năng cao ở trận đấu này, Man City sẽ thắng cách biệt từ 2 bàn trở lên. Nhấn like video, đăng ký kênh, bật chế độ theo dõi để cập nhật những video nhận định mới nhất.